liên hệ số điện thoại Kara với mình nha mọi người. 0377 0377 068 đúng rồi, 0377 023364. Còn số anh trai là 0374 544 068. Rồi ok. Hello, chào mọi người đến với kênh Con Nông TV. Chào anh em đến với Kara Kri Ban, Kara bên mình nha. Nay mình trước mặt chúng ta đây hai chiếc xe đã hoàn thiện nha. Nay mình sẽ quay để review cho anh em tham khảo xe tại Kara bên mình. Nay mình sẽ quay hai chiếc xe trước mặt chúng ta đây là hai chiếc xe chuẩn bị giao nha mọi người. Đấy, xe này là xài tay nhỏ, tay bụng. Hai chiếc này là một chiếc máy 30, một chiếc máy 24 nha. Máy 30 là có gió đề, đề điện, xi nhan đầy đủ, móc cò trượt. Mục dài 26, rộng 1m15. Xe này là xài tay bụng, tay nhỏ nha mọi người. Tay là tay phục vụ cho anh em đi làm rẫy. Nói chung là tay kéo xe thôi, kéo xe kéo chở tải hàng nặng thôi, còn mà anh em kéo gỗ là tôi là không xài được nha mọi người. Xài được nhưng mà trong đường tải kéo thì kéo ít, kéo nhẹ thì được. Xe nói chung là xe cũng như ngày nào thôi mọi người nhé. Đây mình sẽ quay cho anh em tham khảo. Đây gara bên mình làm là nhíp 2 tầng nhíp dưới. Đấy, cầu là xài cầu có tái, cầu cân tư, cầu dầu chế bằng than cơ. Đấy, cơ sở sản xuất 2022 tại gara bên mình. Anh em nào nhu cầu tham khảo xe cứ tham khảo, trong thời gian thì anh em xe chưa xong anh em có thể cố gắng đợi nha. Đấy, ok, hai chiếc này là hôm nay sẽ giao cho anh em khách bao nhiêu ngày tháng chờ đợi. Cuối cùng đã hoàn thiện nha, xe này là máy đề nha. Đấy, xi nhan. Rồi, bếp vị này rồi. Ok, hai máy đó là máy 24 với máy 30, nhìn rất là gọn gàng, rất là đẹp nha. Xe này là có giá là một chiếc là 105, còn một chiếc là 90 mấy, 95 gì đó. Tại vì cái máy này là không có đề. Đây là tôi là làm là cấp 12 nha. Đây, cấp 10, cấp đủ này, cấp rất là nhỏ. Anh em có cấp là gần 20, 50 mét. Xài vô tư. Rồi, tắt cái này đó. Rồi. Ông nó đây là mẹ này. Rẻ rất lăng đây hả? Ok, bây giờ mình sẽ thử để máy 30 nha, nghe nó êm hơn. Ông đây là quần chạy là bây giờ sẽ thử máy nghe rất êm nha, thử không cần đạp e nha mọi người. Rồi, rất êm. Rồi, bật lại nữa. Được, bình yếu. Sạc, tặng hộp. Đi mua sạc bình, người làm gì để chẳng ôm. Tặng. Ok, nói chung là xe ngon lành nha. Hay không cần test đâu mọi người, xe này là xe giao hôm nay luôn. Đấy, đây là xe vừa đang chạy lực. Đấy, có đèn quả xi nhan. Ok. Rồi. Mày tiên thể giao xe chỗ anh em buôn nó buồn lắm. Buồn gì? Buồn là... Buồn
Đun, xe của anh chị Bốn Đun nha. Còn đây là xe Quang Hiệp, đó là xe của người giao gì đó, anh em người giao xe Quang Hiệp nha mọi người. Máy rất là khỏe nha, máy đi rất là khỏe. Ok, mình quay tại đó nha. Giờ anh em mà xe anh em nào mà chưa tải lượt, anh em cũng đang chờ nha mọi người, chuẩn bị xuất xưởng tiếp cho anh em.